Chương 11, công tước Andrei đang nhìn theo hút bóng phun thì bá tước Benixe đã hấp tấp bước vào và gật đầu chào Bokonki. Nhưng không dừng lại, cứ tiếp tục đi thẳng vào phòng làm việc, vừa đi vừa dặn dò điều gì đó với viên sĩ quan phụ tá ông ta. Nhà vua đang đi sau ông ta, nên ông ta vội vàng đón ngài. Chemisev và công tước Andrei ra thềm. Nhà vua xuống ngựa một cách uể oải. Hầu tước, Paulucci đang nói gì với hoàng thượng? Hoàng thượng nghiêng đầu bên trái, vẻ không bằng lòng, lắng nghe ông ta nói cái gì hăng hái lắm. Hoàng thượng bước tới, hình như muốn chấm dứt câu chuyện, nhưng người Ý đỏ mặt tía tai lên vì kích động, quên cả nghi thức cứ đi theo nói tiếp. Còn như người ta đã đề nghị dựng doanh trại Drisa này. Paulucci nói trong khi nhà vua bước lên bậc thềm. Khi trông thấy công tước Andrei, nhà vua nhìn chàng nhưng không nhận ra. Tâu hoàng thượng. Còn như người đã Paulucci nói tiếp một cách tuyệt vọng. Dường như không sao đủ sức kìm mình được nữa, đã đề nghị hạ trại Drisa thì theo tôi chỉ có thể cho vào nhà thương điên hay cho lên giá sử rào, không còn cách nào khác. Chưa nghe hết và làm như không nghe thấy những lời của người Ý nói, nhà vua đã nhận ra Bokonki liền ôn tồn nói với chàng. Rất vui lòng được gặp ông vào phòng đợi tôi một lát nhé. Nhà vua đi vào phòng giấy. Công tước Pyotr Mikhailovich Bokonki giữ một chức vụ gần như là tham mưu trưởng của hoàng thượng. Bokonki từ trong phòng giấy bước ra, đưa bản đồ vào phòng khách và trải lên bàn, rồi phổ biến những vấn đề mà ông ta muốn nghe ý kiến của những vị có mặt tại đây. Số là đêm hôm qua vừa nhận được một tin. Tin này về sau mới biết là có không đúng. Cho rằng Pháp đang tiến quan vòng qua trại Drisa. Người bắt đầu nói trước tiên là tướng Amfell. Ông ta đột nhiên đề ra một phương sách nhằm khắc phục những khó khăn hiện nay, một cách bố quân hoàn toàn mới lạ, nhưng không dựa vào một cơ sở nào cả. Ngoài ý muốn tỏ rõ cho người ta thấy rằng ông ta cũng có thể có ý kiến. 2. Ông ta đề nghị tập trung quân đội và bố trí cách xa hai con đường Petersburg và Moskva để đợi quân địch. Hẳn là kế hoạch này đã được Amfell soạn từ lâu và bây giờ ông ta mang nó ra trình bày không hẳn với mục đích giải đáp những vấn đề ấy, mà là với mục đích lợi dụng thời cơ đến trình bày nó. Đó là một trong những đề nghị khác nếu người ta không hề có một khái niệm gì về tính chất cuộc chiến tranh sẽ có. Một vài người bác lại ý kiến ông ta, một vài người khác. Bênh vực ý kiến ấy. Viên đại tá Tolly trẻ tuổi bác bỏ ý kiến của viên tướng Thụy Điển hăng hơn những người khác. Và trong khi tranh cãi ông ta rút ra từ túi áo bên sườn ra một quyển vở viết chi chít những chữ và xin phép đọc. Trong bản thuyết trình rườm rà ấy, Tolly đề nghị một kế hoạch tác chiến khác trái ngược hẳn với kế hoạch của Amfell cũng như của Full. Paulucci bác lại Tolly và đưa ra kế hoạch tiến quân và tấn công. Theo lời ông ta thì chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng nghi hoặc và thoát khỏi cái bẫy sập. Ông ta gọi trại Drisa là cái bẫy sập. Hiện nay, trong khi họ tranh cãi thì Full và người phiên dịch của ông ta là Volsogen. Cái đầu của Full trong triều đình đều lặng thinh, Full chỉ thở phì phì ra vẻ khinh bỉ và ngoảnh mặt đi tỏ ra mình không bao giờ hạ mình xuống cãi vã với những ý kiến ngu xuẩn mà mình đang phải nghe. Nhưng khi công tước Bokonki, bấy giờ điều khiển cuộc tranh luận, mời ông ta phát biểu ý kiến, Full chỉ nói. Hỏi tôi làm gì? Tướng quân Amfell đã đề nghị một vị trí rất tốt, hậu phương để hở ra cả hoặc như lối tấn công của vị tướng Ý đây hay lắm, hoặc rút lui, cũng tối. Hỏi tôi làm gì? Full nói, thì các ngài còn biết rõ hơn tôi nhiều mà. Nhưng khi Bokonki cao mày nói rằng ông ta thay mặt hoàng thượng mà hỏi, thì Full đứng dậy và bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, bắt đầu nói. Người ta làm hỏng hết rồi, làm dối hết rồi, ai cũng biết rõ hơn tôi, thế rồi bây giờ lại hỏi ý kiến tôi. Sửa chữa thế nào à? Chẳng có gì phải sửa chữa cả. Phải làm cho thật đúng những điều tôi đã đề ra, ông ta vừa nói vừa gõ mấy ngón tay xương sầu xuống bàn, khó khăn ở chỗ nào? Nhảm nhí, cho trẻ con. Đoạn ông ta đến cạnh bản đồ và bắt đầu nói rất nhanh. Vừa nói đoạn vừa gõ ngón tay gầy guộc lên tấm bản đồ và chứng minh rằng không có một sự tình cờ nào có thể làm cho trại Drisa kém phần lợi hại. Rằng mọi việc đều đã được dự tính trước và nếu quả quân địch đi vòng qua trại này thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Paulucci vốn không biết tiếng Đức nên dùng tiếng Pháp hỏi ông ta.
Vauquelin liền đến viện trợ cho quan thầy. Vì phun nói tiếng Pháp kém, phẩy, và dịch những lời ông ta nói ra tiếng Pháp. Vauquelin chật vật lắm mới theo kịp phun lúc bấy giờ đang nói rất nhanh và chứng minh rằng tất cả mọi việc. Tất cả, không những tất cả những việc đã xảy ra cũng vậy. Tất cả đều được dự tính trong bản kế hoạch của ông ta, và sở dĩ bây giờ có những sự khó khăn phát sinh ra thì đó hoàn toàn chỉ là người làm ta không được đúng tất cả những điều ông đã dặn. Ông ta luôn cười gằn một cách mỉa mai trong khi chứng minh. Và cuối cùng ông ta thôi chứng minh, với một thái độ khinh bỉ như một nhà toán học không thèm dùng nhiều biện pháp kiểm tra một bài khi bài tính đã được chứng minh là đúng. Vauquelin đỡ lời phun và tiếp tục trình bày ý kiến của ông ta bằng tiếng Pháp, thỉnh thoảng lại nói với phun. Thưa đại nhân, có phải thế không ạ? Ngoặc kép chấm, phun, như một người nổi nóng ở giữa trận tiền bắn bừa vào quân mình, giận dữ quát luôn cả Vauquelin. Phải rồi chứ còn gì nữa, sao lại cứ phải giải thích mãi những cái ấy? Paulucci và Miso đồng thanh tấn công phun bằng tiếng Pháp, Amphel đùng tiếng Đức nói với phun. Tolly dùng tiếng Nga cắt nghĩa cho công tước Von Khoanky. Công tước Andrei im lặng nghe và quan sát. Trong tất cả các nhân vật đang tranh luận thì phun, con người quả quyết tự tin một cách phi lý đã đi đến chỗ hằn học ấy, là người gây được nhiều thiện cảm hơn cả trong lòng công tước Andrei. Hiển nhiên là trong tất cả những người có mặt ở đây chỉ có ông ta là không mưu cầu điều gì cho bản thân mình. Cũng không có ý thù hằn ai, mà chỉ muốn có một điều làm sao thực hiện được cái kế hoạch soạn theo một lý thuyết mà ông ta đã dày công hàng bao nhiêu năm nay mới sáng lập được. Phun thật lố bịch và mỉa mai đến khó chịu. Nhưng đồng thời ông cũng làm cho người ta bất giác, thấy kính trọng vì lòng trung thành vô hạn đối với tư cách của mình. Ngoài ra, qua tất cả những lời phát biểu của các nhân vật có mặt trừ một mình phun, đều thấy có một nét chung mà trong phiên hội đồng quân sự năm 1805 cũng thấy có. Đó là một nỗi sợ hãi tuy đã cố được che giấu đi, nhưng vẫn để lộ tính chất hoảng loạn trước thiên tài của Napoleon, một lòng sợ hãi lộ ra trong từng lời phản bác. Napoleon cũng có thể đánh tới. Họ đưa tên tuổi khủng khiếp của Napoleon ra để bác bỏ ý kiến của nhau. Chỉ có một mình phun có vẻ như xem Napoleon cũng là một kẻ man dợ như tất cả những người chống đối lý thuyết của ông ta. Nhưng ngoài cảm giác kính trọng ra, phun còn làm cho công tước Andrei có cảm giác thương hại nữa. Cứ theo cái giọng của các triều thần dùng khi nói với ông ta. Cứ theo những điều mà Paulucci đã dám nói với hoàng thượng và nhất là cứ bám theo cách ăn nói có vẻ hơi tuyệt vọng của phun. Có thể thấy rằng những người khác biết và chính ông ta cũng cảm thấy là ngày thất sủng của ông đã gần đến. Và mặc dầu cái vẻ tự tin và lối mỉa mai cáo kính theo kiểu Đức của ông ta, trông ông ta vẫn thảm hại, với món tóc mai trải sát trên thái dương và những chòm tóc lởm chởm sau gáy. Có thể thấy rằng tuy ông ta cố che giấu điều gì đó dưới một vẻ bực tức và khinh bỉ, ông ta vẫn khổ tâm vì bây giờ cái cơ hội duy nhất để kiểm nghiệm lý thuyết của mình trên quy mô lớn và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nó đúng đắn, cái cơ hội ấy đang lọt ra khỏi tay ông ta. Cuộc tranh luận kéo dài khá lâu. Và nó càng kéo dài thì người ta càng hăng tiết lên, đi đến chỗ quát tháo và lăng mạ cá nhân, và càng ít có khả năng rút ra một kết luận chung nào qua tất cả những điều đã nói. Công tước Andrei trong khi lắng nghe những lời bàn cãi bằng nhiều thứ tiếng, những lời đề nghị, những kế hoạch, những lời phản bác, những tiếng quát tháo, chỉ thấy ngạc nhiên về tất cả những điều họ nói. Những ý nghĩ đã từng đến với chàng từ lâu đã rất nhiều lần trong thời gian chàng hoạt động quân sự. Những ý nghĩ cho rằng không có và không thể có cái gì gọi là thiên tài quân sự, bây giờ chàng đã thấy nó có đủ tính chất hiển nhiên của một chân lý tuyệt đối. Làm sao có thể có một lý thuyết và một khoa học trong một công việc mà ta không biết và không thể xác định sức mạnh của những lực lượng tham chiến? Chưa có ai và không có ai biết được sau một ngày vị trí của quân mình và của quân địch sẽ ra sao, và cũng không ai có thể biết được một đội quân này hay một đội quân kia mạnh hay yếu ra sao. Đôi khi, nếu ở phía trước không có một thằng hèn nhát kêu lên, ta bị cắt đứt rồi, và bỏ chạy, mà có một người gan dạ, vui vẻ, hô lên ura, thì một đội quân 5.000 người cũng đáng giá một đội quân 3 vạn người, như ở Somerben, và đôi khi 5.000 vạn quân có thể bỏ chạy trước một đội quân 8.000 người như ở Austerlitz.
Làm sao có thể có được một khoa học trong một công việc và chăng công việc thực tiễn nào cũng vậy thôi, trong đó chẳng có thể xác định được điều gì và mọi việc lệ thuộc vào vô số điều kiện. Mà tầm quan trọng của những điều kiện ấy thì chỉ lộ rõ trong một phút chẳng ai biết lúc nào sẽ đến. Amphel nói rằng quân ta bị cắt đứt, còn Paulucci thì nói rằng cái bất lợi của trại Drisa là ở chỗ có một con sông ở sau lưng, còn Fun lại nói rằng lợi thế của nó hoặc ích ở chỗ ấy. Tolly đề ra một kế hoạch, Amphel lại đề ra một kế hoạch khác. Và tất cả các kế hoạch ấy đều hay mà cũng đều dở, và tất cả những đề nghị ấy lợi hại ra sao thì chỉ khi nào chiến sự diễn ra mới có thể biết rõ được. Và tại sao ai cũng nói, thiên tài quân sự, chả nhẽ một con người biết ra lệnh chở bánh mì khô đến cho đúng lúc và bảo người này đi sang trái, người kia đi sang phải cho kịp thời, lại là một thiên tài ư? Chẳng qua vì có những tướng tá có danh vọng và có quyền bính. Và vì họ có những đám người ti tiện định hót kẻ có quyền, gắn cho họ những phẩm chất thiên tài mà kỳ thực họ không có, cho nên người ta mới gọi là thiên tài. Trái lại, những tướng lĩnh ưu tú mà ta biết thì đều là những người khờ khạo hay đãng trí. Người giỏi nhất trong bọn là Bagration, chính Napoleon công nhận như vậy. Còn bản thân Bonaparte thì sao? Ta có thể nhớ vẻ mặt tự mãn và thiền cận của ông ra trên chiến trường Austerlitz. Một viên tướng giỏi không những không cần thiên tài và những phẩm chất cao cả nhất, tốt đẹp nhất của con người. Tình thương, hồn thơ, ân tình và sự hoài nghi triết học. Một viên tướng giỏi phải thiền cận, tin chắc rằng việc mình làm là rất quan trọng. Nếu không sẽ không có đủ kiên nhẫn. Và có như thế thì mới có thể là một nhà cầm quân gan dạ. Cái mà nhà quân sự kỵ nhất là nhân tình, là lòng thương người, lòng trắc ẩn, là khả năng cân nhắc xem cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng. Chẳng có gì là lạ nếu từ thời cổ xưa người ta đã bịa ra cái thuyết thiên tài, bởi vì những kẻ gọi là thiên tài đó có thế lực. Công lao của một thắng lợi quân sự không phải là của họ, nó lệ thuộc vào người lính đứng trong hàng ngũ kêu lên. Bỏ mẹ rồi. Hay ura, ngoặc kép chấm. Và chỉ có đứng trong hàng ngũ mới có thể phục vụ với lòng tin chắc chắn rằng mình có ích. Công tước Andrei suy nghĩ như vậy trong khi nghe họ tranh luận, và mãi đến khi Paulucci gọi chàng và khi mọi người đã giải tán, chàng mới sực tỉnh. Trong cuộc duyệt binh ngày hôm sau, nhà vua hỏi công tước Andrei xem chàng muốn phục vụ ở đâu, thì công tước Andrei không xin ở lại bên cạnh nhà vua, mà lại xin phép gia nhập quân đội dã chiến. Điều đó đã làm cho chàng vĩnh viễn mất uy tín trong giới triều đình.